không có bằng chứng cho thấy Ukraine sở hữu vũ khí sinh học. Giá lúa mì cao kỷ lục, nguy cơ khủng hoảng lương thực. Singapore cho phép người nhập cảnh tự xét nghiệm nhanh. Thưa quý vị, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Tổng Thư ký kiêm đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị, Izumi Nakamitsu khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine sở hữu chương trình vũ khí sinh học. Nước này đã tham gia công ước cấm các loại vũ khí này cùng với hơn 180 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Mỹ và Nga. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga thông báo các nhà chức trách ở Kiev đã tiêu hủy các mầm bệnh nguy hiểm gây bệnh chết người được lưu trữ trong các phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này không phát triển vũ khí hóa học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Về phần mình, Mỹ cũng bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc của Nga và cho rằng Ukraine có các phòng thí nghiệm y tế công, nghiên cứu về cách thức đối phó với những mầm bệnh nguy hiểm được Mỹ và EU, WHO hỗ trợ. Liên minh châu Âu-EU vừa công bố gói biện pháp trừng phạt thứ tư nhằm vào Nga. Bước đầu tiên là cấm nhập khẩu các mặt hàng thuộc lĩnh vực sắt thép của Nga, đồng thời đình chỉ các tư cách thành viên của nước này ở các tổ chức đa phương lớn như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới. EU sẽ đặc biệt cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ sang Nga. Cuối cùng, khối này sẽ cấm các khoản đầu tư mới của châu Âu vào lĩnh vực năng lượng của Nga. EU cũng cho biết đang chuẩn bị các phương án để giảm dần sự phụ thuộc nhiên liệu vào Nga tới năm 2027. Gần nhất là vào cuối tháng 3 này thì EC sẽ đưa ra các phương án để hạn chế ảnh hưởng của việc tăng giá khí đốt đến giá điện. Và trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 11 tháng 3, giá dầu thế giới đã tiếp tục tăng khi các nhà đầu tư đánh giá về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu do Mỹ tăng cường sức ép nhằm buộc Nga phải dừng các cuộc xung đột tại Ukraine. Mỹ và các đối tác sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đối với Nga, một động thái sẽ làm tăng thuế quan đánh vào hàng hóa của Nga. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng 3,1% lên 109,33 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó thì giá dầu Brent tăng 3,1% lên 112,67 đô la Mỹ một thùng trong ngày 11 tháng 3. Trong bối cảnh Mỹ cấm nhập khẩu dầu Nga và Vương quốc Anh cho biết là sẽ có động thái tương tự vào cuối năm nay thì nguồn cung trên thị trường năng lượng toàn cầu ngày càng thắt chặt. Các chuyên gia nhận định là giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng, ít nhất là trong ngắn hạn. Công ty nghiên cứu thị trường Commerzbank Research của Đức cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức trên 100 đô la Mỹ một thùng trong quý 2 năm nay. Trong khi đó, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này sẽ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ xuất khẩu năng lượng, còn cơ quan năng lượng quốc tế sẽ sẵn sàng giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ nếu cần. Giá ngô, đậu tương, lúa mì tăng chóng mặt trong 17 ngày qua, kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Riêng giá lúa mì đã tăng 60%, lên mức cao chưa từng có. Giá lương thực tăng cao lại đúng vào thời điểm nạn đói đang gia tăng trên toàn cầu, khiến cho nhiều quốc gia phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu một lần nữa đứng trước nguy cơ bị đứt gãy. Ngày 8 tháng 3, giá lúa mì kỳ hạn giao sau trên sàn giao dịch nông sản Chicago tăng 5,4% lên 13,63 đô la Mỹ một dạ, tức là khoảng 27,2 kg. Ukraine và Nga chiếm khoảng 14% sản lượng lúa mì toàn cầu và cung cấp khoảng 29% tổng sản lượng lúa mì xuất khẩu của thế giới. Nga cũng là nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới, còn Ukraine thì đứng thứ 5. Do đó, những căng thẳng hiện nay giữa Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài thì dòng chảy lúa mì đi khắp thế giới đương nhiên sẽ chịu nhiều tác động. Dù ở cách xa Nga và Ukraine tới gần 2.500 km, nhưng người dân Ai Cập ngay lập tức đã cảm nhận được những tác động này. Nguồn dự trữ lúa mì của chúng tôi giảm xuống từ chỗ có thể đáp ứng nhu cầu trong 4 năm tới, sẽ chỉ còn 2 đến 3 tháng. Ai Cập là quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, với 85% lượng lúa mì nhập khẩu từ Nga và Ukraine, tiếp đến là Lebanon với 80% và Yemen là 40%. Hàng chục quốc gia từ Trung Đông, Nam Á đến Bắc Phi vốn luôn phải lệ thuộc vào nguồn cung lúa mì, ngô và dầu thực vật của Nga và Ukraine, giờ đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lúa mì kể từ tháng 7 tới, thậm chí là lâm vào cảnh đói ăn do việc gián đoạn nguồn cung. Các tuyến đường vận tải tại Biển Đen rơi vào tình trạng tê liệt.
chúng tôi chỉ có đủ dự trữ trong vài tháng. Tất cả tùy thuộc vào việc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine sẽ kéo dài trong bao lâu. Hiện các quốc gia nằm trong số các nước nhập khẩu phần lớn lúa mì từ Nga và Ukraine đang đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các nước châu Âu. Hơn một thập kỷ trước, khi giá lương thực tăng vọt dẫn đến bạo loạn ở hơn 30 quốc gia, bao gồm cả ở châu Phi và Trung Đông, khan hiếm lương thực góp phần vào cuộc xung đột chính trị và cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Cả lúa mì và gạo, hai loại lương thực hàng đầu thế giới đã tăng kỷ lục. Còn hiện tại, chỉ số giá lương thực thế giới của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc trong tháng 2 đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 61 năm qua. Tình hình được dự báo sẽ có thể còn trầm trọng hơn nữa nếu cuộc khủng hoảng tại Ukraine không sớm lắng dịu. Du khách nước ngoài nhập cảnh vào Singapore qua làn đi lại cho người đã tiêm vaccine kể từ ngày 15 tháng 3 tới đây sẽ chỉ phải tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nơi cư trú, thay vì tới một trung tâm hoặc cơ sở y tế chỉ định để xét nghiệm. Thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Singapore đã tiếp tục nới lỏng các quy định tạo thuận tiện cho du khách nhập cảnh. Theo đó, khách nước ngoài nhập cảnh vào Singapore sẽ chỉ phải tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nơi cư trú, thay vì tới một trung tâm cơ sở y tế chỉ định để xét nghiệm như trước đây. Du khách trong vòng 24 tiếng kể từ khi nhập cảnh vào Singapore sẽ tự xét nghiệm nhanh, chụp ảnh kết quả và thông báo kết quả tự xét nghiệm lên website. Quy chế mới này áp dụng đối với tất cả du khách nhập cảnh qua làn đi lại cho người đã tiêm vaccine, trong đó có du khách đến từ Việt Nam. Moderna đang phát triển loại vaccine mới chuyên phòng ngừa biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Theo tiết lộ của Moderna, loại vaccine ngừa Omicron này có thể được lưu hành tại Nhật Bản vào cuối năm 2023. Hãng này hiện đang cùng Bộ Y tế Nhật Bản bàn về kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng thử nghiệm vaccine đặc trị Omicron vào mùa thu năm nay. Một nghiên cứu được tiến hành tại Anh đối với 785 người trong độ tuổi từ 51 đến 81 tuổi, trong đó có một nửa đã mắc COVID-19, cho thấy sau khi được chụp ảnh cắt lớp não bộ và tiến hành kiểm tra nhận thức, kết quả là hình ảnh chụp cắt lớp não bộ ở những người mắc COVID-19 có nhiều thay đổi hơn so với trước đó, trong khi điểm kiểm tra nhận thức của những người này cũng giảm đáng kể so với nhóm không mắc COVID-19. Nghiên cứu cũng cho biết các tác động tiêu cực với não bộ có thể kéo dài ít nhất từ 4 đến 5 tháng sau khi mắc bệnh. Sự bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 vẫn không ngừng tăng cao, các ca bệnh nặng và tử vong đã bắt đầu gây áp lực không nhỏ lên hệ thống cơ sở y tế. Chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi người dân hãy thực hiện tiêm chủng đầy đủ nhằm tránh dịch bệnh lây lan. Chính quyền Hồng Kông, Trung Quốc đang nỗ lực ứng phó nhằm giảm đà tăng số ca nhiễm COVID-19 và bệnh nhân tử vong gây áp lực lên các cơ sở chăm sóc và bệnh viện. Hiện Trung tâm Tài chính Toàn cầu này đã báo cáo hơn 600.000 ca nhiễm COVID-19 và trên 3.100 trường hợp tử vong, hầu hết là người cao tuổi chưa được tiêm phòng. Hơn 90% trường hợp tử vong là những người chưa được tiêm phòng đầy đủ. Chúng tôi cần bắt kịp và tiêm chủng cho mọi người dân Hồng Kông. Đặc biệt, chương trình tiêm vaccine COVID-19 của thành phố sẽ tập trung vào người già và trẻ em. Trước đợt bùng phát COVID-19 này, Hồng Kông là một điển hình trong việc kiểm soát dịch bệnh với các biện pháp nghiêm ngặt như một phần của phương pháp tiếp cận Zero COVID giống như Trung Quốc đại lục, tìm cách kiềm chế tất cả các đợt bùng phát ngay khi chúng bắt đầu xảy ra. Tuy nhiên, nhiều cư dân Hồng Kông đã không chọn tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong năm ngoái do lo sợ các tác dụng phụ, đặc biệt là ở những người cao tuổi. Theo số liệu của chính quyền Hồng Kông, chỉ hơn 53% những người trên 80 tuổi được tiêm phòng. Chính quyền đặc khu đang chuyển hướng tiếp cận nhằm vào người cao tuổi với nhiều nguồn lực y tế hơn trong nỗ lực chống lại virus. Tuy nhiên, hiện không có khung thời gian cụ thể cho việc xét nghiệm trên diện rộng và chương trình chỉ được thực hiện khi có đủ nguồn lực. Hồng Kông trước đây đã tập trung vào việc xác định ca nhiễm, điều trị và cách ly bệnh nhân, ngay cả khi đây chỉ là những trường hợp nhẹ hoặc không có triệu chứng. Đặc khu hành chính này cũng có kế hoạch tổ chức một chương trình xét nghiệm hàng loạt cho 7,4 triệu cư dân của thành phố trong tháng 3 này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động.